Thưa quý vị và các bạn, Bạc Liêu vốn dĩ được sở hữu rừng ngập mặn đa dạng và phong phú. Và khi nói đến hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Bạc Liêu, chúng ta không thể bỏ qua vườn chim Bạc Liêu. Không chỉ giữ được diện tích rừng nguyên sinh khá lớn, vườn chim Bạc Liêu còn là nơi cư ngụ của một số loài chim quý hiếm nằm trong sách đỏ. Vườn chim Bạc Liêu là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu về hướng biển khoảng hơn 7 km. Vườn chim Bạch Liêu sở hữu diện tích rộng lớn, bao gồm 19 ha rừng nguyên sinh và 366 ha rừng ngập mặn. Nơi đây là nơi cư trú của hơn 160 loài chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm, trong đó có nhiều loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam và thế giới, như cò trắng, cò đen, quấm trắng, diệc lửa, giang sen, bầu nông. Hệ sinh thái đa dạng tại vườn chim Bạch Liêu còn bao gồm nhiều loài động vật khác như cá, ếch nhái, bò sát và 109 loài thực vật đặc trưng của rừng tự nhiên với các loại cây cha la, cốc, tra, giá, mắm. Đó là sinh cảnh chính đóng vai trò chủ yếu đối với đời sống, nơi cư trú làm tổ sinh sản của các loài chim quan giả. Cây trà la thích nghi cho các loài chim thuộc nhóm cò dạc chọn làm nơi xây tổ sinh sản. Cây tra bồ đề và cây tra lâm bồn thích nghi cho loài diệt xám, loài điên điển. Cây giá, cốc thích nghi cho loài diệt lửa cư trú và làm tổ vào mùa sinh sản tất cả đan xen tạo nên môi trường xanh thích hợp làm nơi cư trú cho chim. Các loài chim sinh sống ở đây dường như có sự quy ước, phân chia lãnh thổ rõ ràng. Trên cao nhất, loài công cọc đậu, còn cò trắng, quắm trắng thì chia nhau làm tổ tứ tung trên các tầng cây cao vừa phải. Giới tính đa dạng sinh học cao, vườn chim bạc liêu đã được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên từ năm 1986. Đến năm 2014, vườn được chính phủ công nhận là khu bảo tồn loài sinh cảnh và đây là một trong số ít giường chim nằm tại nội thành trên cả nước